Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Bám sát nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương ngày 20 tháng 12 năm 2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Phát huy kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương trước đây, Đảng ủy Quân đoàn 4 xác định tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và ưu tiên đầu tư kinh phí cho huấn luyện. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 100% chương trình huấn luyện, giáo dục đào tạo được chuẩn hóa, được tổ chức hội thao, hội thi, 100% cơ quan các cấp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành huấn luyện giáo dục đào tạo. Các nội dung khoa mục huấn luyện, diễn tập hàng năm đạt khá giỏi trở lên. Đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.